mới xuống xem thị trường đó. Đúng rồi. Ý là nói là anh mới xuống anh xem cái giá lên nè, khảo sát vòng vòng, giờ cái giá nó không có tới cái giá đó thì giờ thì sau dịch cũng khó khăn, thì muốn bán thì sao cái giá này nó em nghĩ như vậy thôi em.